Đây là thành phố St. Augustine, thuộc tiểu bang Florida. Đây là thành phố cổ, một trong thành phố cổ nhất của nước Mỹ. Hôm nay thì con của mình có đi field trip, thì mình sẵn đó mình lấy ngày nghỉ mình đi chung với con mình luôn. Mình tham quan cái khu này cái nó là sao ha. Thì bên ngoài thì mình thấy nó rất là cổ kính. Rồi mình coi cái lịch sử của nó là sao. Mời các bạn theo dõi ha. Ở đây mình thấy có mấy chiếc xe xe train để nó dẫn du khách đi tham quan, chở du khách đi tham quan này. Đây là những học sinh đi field trip của chắc của nhiều trường khác nhau lại đây. Là khu Visitor Center của St. Augustine. Ở đây thì có chỗ Information Center với lại họ bán mấy cái souvenir. Ở đây thành phố này nó cũng gần biển cho nên có mấy tòa nhà là có lighthouse, có nhà có tàu bè này nè, cái đặc trưng của mấy khu biển luôn. Đây là cái lịch sử của thành phố này. Để cái thời gian thì thành phố này như trước năm 1505 thì có người người gọi là người thổ dân của Mỹ đó, họ đã sống ở đây rồi. Mỹ thì họ cũng hay, họ những thành phố nào họ đều ghi lại lịch sử và để một cái building để làm cái visitor center để mọi người lại thăm. Thì đây, cái thành phố này được thành lập từ năm 1565. À, cũng lâu quá ha, cũng hơn hơn bốn gần 400 năm rồi ha. Thì nước Mỹ là nước mới thành lập khoảng chừng 300 năm trở lại đây. Cho nên thành phố này nó hơn 300 năm, gần 400 năm rồi, nó là thành phố cổ của Mỹ rồi, một thành phố cổ của Mỹ luôn. Spanish Constitution là cái hiến pháp của Tây Ban Nha. Chứ hồi xưa ở đây thuộc là về cái colony, là cái thuộc địa của Tây Ban Nha này. Vì hồi xưa Mỹ nó cũng là thuộc địa của Tây Ban Nha, là của Anh Quốc. Rồi sau này nó mới giành độc lập vào năm 1776 thôi.
Đây là một con tàu tàu chiến hay là tàu tàu có đạn trong này luôn ha, tàu chiến này. À không, cái này không phải đạn, cái này là những chai rượu rượu họ buôn từ bên Anh Quốc qua. Ở giờ nó cũng có mấy súng, khẩu súng Canon ở đây nè để bảo vệ khỏi hải tặc gì đó. Con tàu này gọi là tàu The Tapestry San Bileo Menendez Flagship. Cái bên là có cái ngọn cờ, này mình không biết của nước nào ha, chắc lẽ của Tây Ban Nha hoặc là của Anh Quốc. Cái này là biểu tượng của cái ngọn cờ, được biểu tượng của thành phố Saint Augustine, tù của Captain là thuyền trưởng Bob. Nhưng mà hồi xưa mấy người này là cũng là pirates, tức là mấy người cướp biển đó. Thì họ vô đây, họ chắc họ đây họ đây họ chờ trôi dạt đây, họ sinh sống ở trong đây. Đây là hiện thực của cái tàu thiệt luôn ha, gỗ này nọ hết. Đây là những người chắc những người đầu tiên đặt chân tới đây ha. Gọi là First America Trilogy, những người đầu tiên sống ở đây. Có người thổ dân mỏ da đỏ, có người Anh Quốc. Này, trước khi người châu Âu tới đây thì họ phải đi, mấy người thổ dân họ họ phải chèo thuyền, họ họ để họ sinh sống thôi, cũng trồng cây nông nghiệp. Chỗ này là cái họ đào lên để kiếm mấy cái vật liệu hồi xưa mấy người thổ dân họ đã ở đây. Đây thì có bán những quần áo, đồ souvenir. Ở Mỹ thì chỗ nào cũng có bán những cái chỗ mà trung tâm gọi là information center đó, thì họ đều bán những đồ souvenir, đồ kỷ niệm cho tượng trưng cho thành phố đó. Yes.
Saint Augustine là một thành phố ở Đông Nam Hoa Kỳ và là nằm trong quận lỵ của quận Saint John trên bờ biển Đại Tây Dương ở đông bắc Florida. Thành phố được thành lập vào năm 1565 bởi các nhà thám hiểm Tây Ban Nha. Đây là khu định cư lâu đời nhất do người châu Âu thành lập, liên tục sinh sống tại khu vực ngày nay là Hoa Kỳ. St. Augustine được thành lập vào ngày 8 tháng 9 năm 1565 bởi đô đốc người Tây Ban Nha Pedro Menendez de Avis, thống đốc đầu tiên của Florida. Ông đặt tên cho khu định cư là St. Augustine vì những con tàu của ông chở những người định cư, binh lính và hàng tiếp tế từ Tây Ban Nha đã lần đầu tiên nhìn thấy đất liền ở Florida. 11 ngày trước đó, vào ngày 28 tháng 8, ngày lễ của Thánh Augustine, thành phố từng là thủ phủ của bang Florida thuộc Tây Ban Nha trong hơn 200 năm. Nó được chỉ định là thủ đô của Đông Florida thuộc Anh khi thuộc địa được thành lập vào năm 1763. Vương quốc Anh trả lại Florida cho Tây Ban Nha vào năm 1783. Tây Ban Nha nhượng Florida cho Hoa Kỳ vào năm 1819 và St. Augustine được chỉ định là thủ phủ lãnh thổ Florida sau khi phê chuẩn hiệp ước Arams-Onis vào năm 1821. Lực lượng vệ binh quốc gia Florida đặt trụ sở chính của thành phố trong cùng năm đó. Chính quyền lãnh thổ đã di chuyển và biến Tallahassee thành thủ phủ của Florida vào năm 1824. St. Augustine là một phần của vùng First Coast của Florida và vùng thủ đô Jacksonville. Kể từ cuối thế kỷ 19, nhân vật lịch sử đặc biệt của Thánh Augustine đã khiến thành phố trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Pháo đài tiếp tục là một điểm thu hút khách du lịch lớn, phần lớn pháo đài được làm bằng cầu Nó khuy cũng nạp. hay đó, ra ngắm biển, ngắm mấy cái tàu thuyền đi đi ngoài sông, ngoài hồ, ngoài biển. Ở trong đây có những cái shop shop nhỏ để họ buôn bán, quầy nước, quầy giải khát, cà rem này nọ, nhà hàng. Nó cũng nhìn cái lối kiến trúc nó giống cũng giống như châu Âu. Chỗ này thì cô này cô bán tour, xe trolley tour. Chỗ này thì họ chỉ để đi bộ thôi, không ai, không có xe nào vô đây được hết. Đây là cái shop shop quần áo, không, shop gì đồ souvenir. Đây là cái ngõ hẻm nhỏ nhỏ,
cũng hay, giống như lọt vào thành phố châu Âu vậy đó. Cái cối xay gió hay là cối cối quay nước đặc trưng của bên châu Âu. Nhưng mà quán cà phê, rượu bia, rượu. Castillo de San Marcos, khám phá những cái mansory là chắc cái tòa nhà cổ của những của thuộc nước Mỹ. Những cái nhà này để bảo vệ thành phố này nè, nó có trụ súng này nọ bảo vệ cướp biển như nọ đó ha. Seeing the Grand Canyon is awesome. Ở đây thì mình cảm thấy thời tiết rất mát mẻ, không lạnh không nóng. Đó, bà con họ đi xe trolley để tham quan cái thành phố thấy là rất là an bình. Này chắc gọi là cái trấn thành hả? Giống như trấn thành Huế để bảo vệ thành phố. Có mấy khẩu súng đại bác ở trên đó. Cái gạch này họ xây mấy trăm năm mà vẫn còn tốt, mình không thấy cái bị gãy nứt nẻ gì hết ha. Nứt thì có chút xíu thôi chứ còn không đến nỗi mà bị gãy ra hết. Nó cả có mấy cái cầu để đi vô phía trong nữa kìa. Đây là cái gọi là cái defense in depth để bảo vệ cái thành phố ở đây. Nó luôn bị tấn công cho nên nó bị đạn bắn thôi chứ không phải là bị bể đâu. Cái tòa nhà này đã được xây dựng từ năm 1672 mà đã liên tục bị tấn công nhưng mà những cái tường này không có bị damage nhiều. Hay quá ha.
Đây là những chiếc du thuyền của millionaire không? Người triệu phú mới có khả năng mua được một chiếc này. Mỗi chiếc là giá có khoảng, mình không nghĩ, không dưới 100.000 đô đâu ha. Cái chiếc cầu bên kia thấy nhìn cũng đẹp lắm. Kiến trúc theo kiểu cổ kính. Muốn đi vô cái này mình phải mua cái vé, có cái pass thì mới vô được. Cái bên coi vé một adult 15 người. Giờ mình đã mua được cái pass thì mình sẽ đi vô tham quan cái ở đây nắng ăn sao ha. Đây là những information của cái thành lũy này nè, National Monument. Đây thì có cái cổng. Cộng bằng có dây xích bằng sắt. Chắc hồi xưa họ muốn đóng lại thì để cho bên ngoài không vô, họ đóng lại luôn. Trên có mấy khẩu đại bác ở trên. Đây là có mấy cái phòng. Ở đây là cái phòng ngủ. Có những quần áo của những anh lính luôn nè. Một chỗ thì ngủ được, một giường thì ngủ được 5-6 người. Ngủ chung luôn. Ở trên để chén, dĩa, bình nước, bình rượu. Và có cả cái lò sưởi, bàn ăn cơm. Có bánh mì. Có trái cây này. Hồi xưa xài chỉ xài nến thôi, chưa có điện ha. Ở đây thì mùa đông chắc có lẽ cũng lạnh cho nên họ phải có lò sưởi. Và mùa hè thì gần biển thì mát rồi. Bằng đá không giống như vậy. Bằng đá kiên cố quá. Không biết được. Cuộc sống của những người lính. Mystery note, những câu chữ người lính họ viết lại cho những người thân, trong trường hợp mà họ có mất đi hay gì đó.
Những quần áo này giống như lính của bên Anh Quốc hồi xưa. Có cái kiếm nữa. Tàu của Anh Quốc. Đây là những chụp hình, những hình thiệt của những tàu của Anh Quốc ngày xưa đây. Một bên tiếng Anh, một bên tiếng Tây Ban Nha. Ngọn cờ của Mỹ trên tàu nước ngoài. Spanish fleet, tàu của Tây Ban Nha. Thử đi lên trên coi, mình coi mấy khẩu đại bác coi. Từ trên nhìn xuống phía trong thành cổ có những khẩu đại bác, những cái đạn tròn, cái tròn tròn màu đen kia là đạn á, đạn đại bác. Wow, đẹp quá trời đẹp nè. Nó nhìn ra cái bờ biển luôn ha. Nghĩ cái đường này dẫn ra biển thôi chứ không phải là biển. Còn bên kia là cái cầu mới mở qua kìa. Nó mở mở để tàu mà cao quá đi qua đó. Biết các bạn thấy không ha? Để mình quay lại gần một chút xíu. Đó, nó mở ra đó. Nó mở ra khoảng chừng tàu đi qua nó đóng lại rồi xe tiếp tục đi tiếp thôi. Những khẩu đại bác này cổ xưa quá ha. Mấy cái này là mình thấy là có mấy cái vỏ sò này nọ, gọi và trộn chung với lại xi măng cho nó chắc chắc tường ha. Đây là khẩu Canon, Canon mà khẩu này sao nó ngắn quá ha.
chắc nó bắn gần thôi. Thấy chữ Mexico là chắc có thể là Mexico không đây? À, những khẩu súng nó dài hơn. Đây là những giới thiệu về những khẩu súng của chiến tranh hồi xưa. Đó. Có thể thấy là cái khẩu ngắn này đó thì nó ba gắn thì nó có thể bắn cái cự ly gần nhất gọi là mortar. Còn cái khẩu howitzer thì nó dài hơn, thì nó bắn ra xa hơn. Còn khẩu gọi là cannon là đại bác thì nó bắn xa hơn. Nhưng mà sao bây giờ Mỹ nó có cái khẩu howitzer của nó bắn rất là xa, chính xác lắm ha. Chắc họ cũng lấy cái tên từ ở đây ra, từ lịch sử ra, howitzer. Howitzer. Đây là phía trên mình nhìn xuống. Thì từ Orlando tới San Augustine khoảng chừng 110 mile, tức là khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ lái xe thôi. San Augustine thì nó nằm phía sau của Jacksonville và north của biển Daytona Beach. Ngoài nó có cái gọi là mấy con chim ở đậu trên cái nhà đó để lính họ quan sát. Mấy con chim này nó rất là gan ha, nó không có nhát, mình đến gần nó cũng đâu có sợ đâu, nó có bay mấy đâu. Nhưng mà đến gần quá nó mới bay thôi. Castillo de San Marcos, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là lâu đài. À, Thánh Mark là pháo đài xây lâu đời nhất ở lục địa Hoa Kỳ. Nó nằm trên bờ biển phía tây của vịnh Matanzas ở thành phố San Augustine, Florida. Nó được thiết kế bởi kỹ sư người Tây Ban Nha Ignacio Daza với việc xây dựng bắt đầu vào năm 1672, 107 năm sau khi đô đốc Tây Ban Nha và người chinh phục Pero Menendez de Avis thành lập thành phố. Khi Florida là một phần của đế quốc Tây Ban Nha, việc xây dựng pháo đài được thống đốc Francisco de la Garay y la Vera ra lệnh sau một cuộc đột kích của tư nhân người Anh Robert Sellers vào năm 1668 đã phá hủy phần lớn thành phố San Augustine và làm hư hại pháo đài bằng gỗ hiện có. Công việc được tiến hành dưới sự quản lý của người kế vị Guerra Manuel de Carlos vào năm 1671, và những viên đá Coquina đầu tiên được đặt vào năm 1672. Việc xây dựng phần lõi của pháo đài hiện tại được hoàn thành vào năm 1695, mặc dù nó đã trải qua nhiều lần thay đổi và cải tạo trong nhiều thế kỷ. Mặc dù được xây dựng một phần bởi những nô lệ da đen thuộc sở hữu của người Tây Ban Nha, pháo đài sau đó là một trong những điểm nhập cảnh đầu tiên của những nô lệ chạy trốn từ Bắc Mỹ
thuộc Anh và Florida, thuộc Tây Ban Nha, nơi họ được chính quyền thuộc địa trả tự do. Điều này nhanh chóng dẫn đến khu định cư tự do đầu tiên của người da đen ở Hoa Kỳ trong tương lai. Pháo đài Moss được hình thành ngay phía bắc San Augustine. Khi Anh giành quyền kiểm soát Florida vào năm 1763 theo Hiệp ước Paris, San Augustine trở thành thủ đô của Đông Florida thuộc Anh, và pháo đài được đổi tên thành pháo đài Thánh Mark cho đến Hòa ước Paris 1783, khi Florida được chuyển giao trở lại Tây Ban Nha và tên ban đầu của pháo đài được khôi phục. Năm 1819, Tây Ban Nha ký Hiệp ước Adams-Annex nhượng Florida cho Hoa Kỳ vào năm 1821. Do đó, pháo đài được chỉ định là căn cứ của quân đội Hoa Kỳ và được đổi tên thành pháo đài Marion, để vinh danh anh hùng chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ Francis Marion. Pháo đài được tuyên bố là đài tưởng niệm quốc gia vào năm 1924 và sau 251 năm liên tục thuộc quyền sở hữu của quân đội, đã ngừng hoạt động vào năm 1933. Khu đất rộng 20.48 mẫu Anh, khoảng 8.29 hecta, sau đó đã được chuyển giao cho Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ. Năm 1942, tên ban đầu Cristo de San Marcos được khôi phục theo đạo luật của Quốc hội. Cristo de San Marcos đã bị tấn công nhiều lần và hai lần bị bao vây. Lần đầu tiên bởi lực lượng thực dân Anh do thống đốc thuộc địa Corona James Moore chỉ huy vào năm 1702. Và sau đó là thống đốc thuộc địa Georgia thuộc Anh James Olothor vào năm 1740, nhưng chưa bao giờ bị chiếm giữ bằng vũ lực. Tuy nhiên, quyền sở hữu pháo đài đã thay đổi 5 lần. Tất cả đều diễn ra trong hòa bình giữa 4 chính phủ khác nhau: Tây Ban Nha 1695, 1763 và 1783, 1821, Vương quốc Anh 1763, 1783 và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ, pháo đài được sử dụng như một nhà tù quân sự để giam giữ các thành viên của các bộ lạc người Mỹ bản địa bắt đầu từ Seminole, bao gồm cả thủ lĩnh chiến tranh nổi tiếng Osceola trong chiến tranh Seminole lần thứ hai, và các thành viên của các bộ lạc phía Tây, bao gồm cả bang Chihuahua Apache của Genoromi. Loại hình nghệ thuật của người Mỹ bản địa được gọi là nghệ thuật laser, có nguồn gốc từ pháo đài trong thời gian giam giữ các thành viên của các bộ lạc đồng bằng như Howling Wolf ở miền Nam Cherokee. Quyền sở hữu Calypso đã được chuyển giao cho Dịch vụ Công viên Quốc gia vào năm 1933 và nó đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng kể từ đó. Ghế đầy đủ, nghĩ chắc để hội họp gì đây. Có bàn ghế của đại tá chắc đứng đây để mà hội họp lính hay ngồi ở đây để nghe. Oscar Sela. Cái anh này là người mỏ da đỏ đã chống lại những cái chính sách của Mỹ. Ở Mỹ cũng hay. Ai nhập dù ai có chống lại chính sách của họ nhưng mà họ cũng đưa vào lịch sử, không có chèn ép ai hết, không có giấu giếm gì hết. Nước Mỹ take over, lấy lại cái thằng này từ năm 1821, nó lấy lại từ Anh Quốc. Anh xin lỗi các bạn, từ Tây Ban Nha. Yeah.
lấy lại năm 1821 và đổi thành tên là Fort Marion, the fortress, là cái chỗ bảo vệ đó, gọi là fortress, gọi là pháo đài. Đây là những captain, là thuyền trưởng của đã bảo vệ cái thành này. Đây nó chỗ phòng này là thuộc về cái nói về cái religion, là cái tôn giáo của ở đây. Họ là đa số là những người Roman Catholic, là đạo Công giáo, thì cũng có tổ chức thánh lễ ở đây. Nghĩa chỗ này là cái bàn thờ hồi xưa ở đây này nè. Đây, đây có hình ở đây. Đây có bàn thờ Chúa rồi thánh ở đây. What do the walls tell us? Cũng giống như vậy, cái tường. Tường này có những mảnh đạn ở đây bị lủng lộ ở đây cũng nhiều. Chỗ này là gì? Người Tây Ban Nha return, quay trở lại nước Mỹ trong khoảng thời gian khoảng 784 đến 1821. Đây là cái tờ giấy chắc họ quảng cáo, họ cần những người lính để tham gia quân đội Tây Ban Nha, tuổi từ không sao có 15 tuổi mà dưới 15 tuổi ha, cũng lạ ha, 15 tuổi dưới 15 tuổi mà được tham gia lính sao? Cũng có câu hỏi. Cái bàn để đăng ký vô lính này. Này nói về cái truyền thống của tiểu bang Florida. Spanish Florida là những tài sản sẽ được truyền từ đời mẹ tới đời con gái, chứ không phải từ đời đời bố mẹ tới đời con trai. Nó ngược lại truyền thống của mình ha. Đây là cái chỗ để họ chơi chơi game, chơi checker, chơi bài, ăn uống, cái nào là chỗ để giải trí vậy hả? Là giết, có bàn để giết, với cái giường để ngủ nữa.
Thời kỳ này là ban đầu là những người Anh họ họ control, họ đều họ lấy cái thành lũy này, thì cái thành lũy này được truyền tay từ bên từ Tây Ban Nha qua Anh rồi lại quay trở lại người Mỹ ha, cuối cùng cũng thuộc người Mỹ thôi. Các bạn thấy không, những người là mấy mấy cô áo xanh đây là họ, họ thuộc về cảnh sát của công viên của Mỹ đó. Thế họ nói rất là thân thiện, họ nói chuyện với guest, với người khách về bất cứ vấn đề gì mình có câu hỏi gì thì họ rất là thân thiện. Ở đây là những chỗ để chứa những đồ dùng, chắc có thể mấy chai này xăng hay là dầu, đồ ăn, những củi để mùa đông họ đốt cho nó ấm. Đây là phòng thì trước tiên là nói như lịch sử sẽ người Tây Ban Nha họ bắt đầu từ đây 1513, sau tới đó là người người Anh Quốc bắt đầu từ 1670, nhưng nó trải dài, sau đó là người Tây Ban Nha họ quay trở lại. Người ta nói là người Mỹ họ mở rộng ra, người Mỹ họ họ sẽ họ mở rộng lãnh thổ họ xuống Tây, xuống Florida luôn. Người họ lấy lại cái thành lũy này và họ bảo trì bảo tồn đó thôi. Đây là lá cờ Mỹ, nước nước Mỹ đây. Là cái bản đồ, chắc là bản đồ của người Tây Ban Nha họ họ xây cái thành lũy này có mục đích để bảo vệ thành phố San Agustin. Đây là cách họ xây hồi xưa đây, họ chỉ vẽ lại thôi. Đây là cái hình mẫu nhỏ của cái thành lũy. Này là mình từ năm 1672 đến hiện tại bây giờ thì họ bảo tồn những cái thành lũy này như thế nào. Giờ là mình đang trên đường quay quay trở ra, đi qua là cái hướng bên ngoài của cái thành này ha. Đây là cái hồi xưa là trạm quan sát, mà bây giờ thì họ để người người dân đứng tham quan nhìn thành phố
những cái thành phố biển. À, cái cổng này là cái gọi là last defense, là những trường hợp mà họ muốn cái cổng này họ đóng lại luôn để cho mấy người, cho lính nó họ vô thì họ họ đóng chặt luôn, giống như là tự thủ vậy luôn đó ha.